Một số công dân vừa gửi những câu hỏi tới Bộ Công an liên quan một số nội dung về số hộ khẩu. Việc thu hồi số hộ khẩu giấy đã có chủ trương chưa và nếu có thì khi nào đi vào thực hiện chính thức? Việc thu hồi số hộ khẩu được áp dụng với tất cả hộ gia đình hay tùy từng trường hợp. Khi số hộ khẩu bị thu hồi thì người dân căn cứ vào đâu để xác nhận thông tin cư trú khi giao dịch hành chính. Sau đây là những thông tin giải đáp từ Bộ Công an mà chúng tôi vừa tổng hợp. Mời quý vị cùng theo dõi. Trả lời các câu hỏi trên, Bộ Công an cho biết, theo quy định tại Điều 38 luật cư trú thì, khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký, khai báo về cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong số hộ khẩu, số tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi số hộ khẩu, số tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú, theo quy định của luật này và không cấp mới, cấp lại số hộ khẩu, số tạm trú. Việc thu hồi số hộ khẩu trong một số trường hợp được thực hiện từ ngày 1 tháng 7, 2021 khi luật cư trú có hiệu lực thi hành. Công dân bị thu hồi số hộ hồ khẩu khi thực hiện các thủ tục, đăng ký thường trú, điều chỉnh thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú, tách hộ, số đăng ký thường trú. Việc hộ gia đình hay thành viên trong hộ thực hiện một trong các thủ tục hành chính này đều làm thay đổi thông tin trong số hộ khẩu, dẫn đến thông tin trong số hộ khẩu khác thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú. Vì vậy, tất cả các trường hợp nêu trên đều phải thu hồi số hộ hồ khẩu. Theo quy định tại Điều 17 thông tư số 55-2021 của Bộ Công an, sau khi bị thu hồi số hộ khẩu công dân yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú có thể trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của công dân để đề nghị cấp xác nhận thông tin về cư trú hoặc gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua cổng dịch vụ công quốc gia cổng dịch vụ công bộ công an cổng dịch vụ công quản lý cư trú nội dung xác nhận thông tin về cư trú bao gồm thời gian địa điểm hình thức đăng ký cư trú như plo đã từng thông tin Luật cư trú năm 2020 quy định từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, toàn bộ số hộ khẩu, số tạm trú bằng giấy sẽ không còn giá trị sử dụng. Do đó, số hộ khẩu, số tạm trú đã cấp sẽ chỉ còn được sử dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Riêng một số trường hợp như đã nêu trên thì việc thu hồi số hộ hồ khẩu được thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2021.